phóng viên, kính chào trung tướng. Nghỉ hưu đã 23 năm, nhưng mỗi người vẫn thấy ông thao tác chăm chỉ, cả việc công lẫn việc tư. Ông định khi nào sẽ nghỉ hưu thật sự? Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, tôi chưa tồn tại ngày nào thức dậy mà hoàn toàn không nghĩ ra việc để làm. Tôi cũng không tồn tại ý định tạm dừng công việc hay nghỉ hưu nếu như mình vẫn còn đó đủ sức khỏe. Phóng viên, ông vừa có cuộc khám sức khỏe định kỳ, hình như kết quả của những chỉ số cho thấy trẻ như người trẻ tuổi. Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, theo khuyến nghị của bác sĩ thì một năm tôi phải đi khám định kỳ ít nhất một lần, nhưng giờ tôi cứ hễ đau ốm, có bệnh là đi khám. Thật may, chỉ số sức khỏe của tớ rất tốt. Được khen là trẻ như người trẻ tuổi vì mỡ máu không, huyết áp không, tiểu đường không. Chế độ ăn thì tôi vẫn duy trì ăn đường, nhưng không ăn mỡ nữa vì hiện nay không ăn được thịt. Tôi chỉ có vấn đề về phổi do thời xưa hút thuốc nhiều. Nhưng biết bệnh rồi nên tôi cố giữ. Chỉ số tim tốt, khi đi khám, những nữ bác sĩ trêu tôi, bác ơi, khi nào bác mất đi thì nhường cái chỉ số sức khỏe này cho người trẻ tuổi hiện nay, chỉ số của bác tốt quá. Xuất phát từ nền tảng gốc rễ thể lực tốt, lại thông sang một thời hạn dài rèn luyện trong môi trường thiên nhiên quân đội, cùng với lối sống lành mạnh ăn tích cực, nên có công dụng này khiến tôi rất vui. Tôi cũng cố gắng hàng ngày để bảo trì các chỉ số cũng như thế. Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, tôi nghĩ rằng, bí quyết sống khỏe theo định hướng thì người ta đúc kết nhiều ở chữ điều độ. Ăn điều độ, ngủ điều độ, làm việc, chơi bời, uống rượu, tất cả mọi thứ đều phải điều độ. Đó là định hướng hoàn chỉnh để có sức đề kháng. Nhưng đối với riêng tôi, cả một đời dài nằm ở trong quân ngũ, hoàn cảnh sống của bản thân không còn có chữ điều độ như định hướng đó. Trên thực chất, sự cân bằng, điều độ, theo công thức đó, với tôi là số 0. Nhưng tôi nghĩ, điều kiện sức đề kháng của mỗi cá nhân có tính cá nhân rất cao, mà bọn họ hay gọi là cơ địa. Cũng cùng một định hướng ý nhưng hoàn cảnh của mỗi cá nhân đều khác biệt, dựa bên trên điều kiện, lối sống sẽ dẫn đến các hiện trạng sức đề kháng khác biệt. Với hơn 70 năm tuổi đảng thì có tới hơn 50 năm sống ở chiến trường. Điều kiện sống lúc ấy làm cái gian no, thậm chí có các thời điểm bị đói quanh năm. Do vậy, khi hỏi, làm sao ông có thể sống tới 94 tuổi với điều kiện sống âu sầu như thế? Đây là một câu hỏi mà tôi rất khó trả lời. Đầu tiên là điểm ăn. Hoàn cảnh của mình lúc đó, ăn đói thường xuyên, không đủ dinh dưỡng. Thực phẩm chính chủ yếu là muôn thuộc, măng rừng, một ít gạo. Đôi lúc cũng không có gạo, nhưng vẫn phải bảo đảm sự sinh tồn. Còn về luận điểm ngủ, làm sao đi đánh giặc mà nói là có thể ngủ theo giờ giấc qua bọn học. Có các chiến dịch, chúng tôi phải thức suốt 14-15 ngày đêm, không có thời gian ngủ. Làm cán bộ chỉ huy, ngồi bên bàn chỉ huy, nhìn bản đồ, nghe tiếng chung báo. Khi nào không có tiếng chung reng reng, không có tiếng máy bay thì tranh thủ ngồi tại chỗ ngủ một lát. Có nghĩa là phải trong trạng thái vừa ngủ nhưng vẫn vừa phải làm việc, phải tranh thủ ngủ chứ chưa hẳn là nằm yên giấc. Về chuyện sức đề kháng tinh thần, hồi chiến tranh, cứ hễ 30 phút lại có một đợt bom B-2 dội xuống, căng thẳng chẳng thể nào biểu đạt nổi. Làm sao mà bảo đảm đầu óc thư giãn dễ chịu, tinh thần rất chi là lo lắng, áp lực. Bom thì dội lên bên trên nóc hầm. Yếu tố tinh thần dễ chịu cũng chính là số lượng không nốt. Với hoàn cảnh sống thực chất như thế, tất cả các nhân tố để giúp con người sống khỏi đa số không còn vận dụng. Ăn không đủ, thuốc chữa bệnh không đủ, ngủ không đủ, tinh thần căng thẳng, thần kinh không bao giờ yên. Phóng viên, điều kiện sống gian khổ thiếu thốn, thậm chí có thể nói là quyết liệt như thế, chắc phải có điều gì đấy giúp ông cân bằng lại chứ. Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, tôi cho rằng, khi điều kiện sống của bọn họ không hoàn toàn cân bằng, thì bản thân mình phải tự tạo nên các thứ giúp cân bằng quay về. Đây chính là sự cân bằng chủ động, bạn thiếu hụt chỗ nào, bạn cân bằng tại chính điểm đó.
hoàn cảnh của mình như thế lấy đâu ra sự cân bằng, nên phải làm nên cân bằng cho bản thân bằng tinh thần, bằng tâm lý, bằng ý chí để mình biết rằng mình buộc phải sinh tồn, để mình biết cách mà hành động. Tôi ví dụ, tôi có hai người quen cùng bị ung thư, cùng bận bịu một bệnh ung thư ở giai đoạn giống nhau. Một người trong các số ấy sự thật không có bản lĩnh, biết tin chấm dứt là tâm lý bị dao động, bao giờ cũng sợ chết. Thế rồi người đó ra đi rất nhanh, chỉ một năm tính từ khi bắt gặp ra bệnh. Cùng một số phận, nhưng tình huống người thứ hai, sau khi biết mình bị ung thư, vẫn rất bình tĩnh, chuyển động mọi thứ bình thường như không có chuyện gì xảy ra, bảo trì nhịp sống bình thản như trước khi biết bệnh. Anh này giờ vẫn sống ổn định, 7-8 năm trôi qua rồi. Do đó, tuy còn nhiều nhân tố khác như sức khỏe, thể trạng, cung ứng điều trị của từng người khác biệt, nhưng nhân tố tinh thần cũng khá cần thiết giúp một người sống khỏe mạnh, còn một người chống dánh vụt ngã. Muốn sống, sống khỏe, phải có nghị lực sống, phải biết vươn lên từ các gian khổ, các lúc gian nguy nhất. Điều này liên tưởng đến điều kiện chiến tranh cũng khá rõ. Ta làm sao mạnh hơn địch thủ? Yếu tố tinh thần sẽ khởi tạo ra sức mạnh trong một cuộc chiến đấu. Lấy sức mạnh tinh thần chuyển thành sức mạnh vật chất để thắng lại địch thủ. Trong sức đề kháng, trong bệnh tật, trong cuộc sống đều phải như thế. Đối với cá nhân tôi, đây là điều cần thiết nhất. Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, đến bây giờ, tôi luôn luôn định gì phải tự rèn luyện, làm nên cân bằng cho chính mình, trong các số ấy dĩ nhiên có cả chuyện tinh thần, tâm lý như bạn nói. Lúc đầu, vừa mới cố dậy để ra bên ngoài sân tập, rất mệt mỏi. Nhưng đi bộ một hồi thì cơ thể ban đầu chuyển hẳn qua trạng thái hưng phấn hơn, có sức mạnh hơn. Đi đoạn đầu thì rất mệt, nhưng sau khi tôi đi bộ 30 phút thì thấy khỏe. Điều này chứng minh rằng, nhân tố chủ quan của con người tạo nên sức mạnh để cân bằng. Nếu cuộc sống thoải mái và tự nhiên của bản thân không có sự cân bằng, thì bắt buộc mình phải tự tạo ra nó. Bản lĩnh của bản thân là không để cho điều kiện khách quan ảnh hưởng, làm suy sụp tinh thần mình. Cái này là rất cần thiết. Có các người, khi đấu tranh mà bị người khác phê phán, hễ có luận điểm gì đó mà ai nhắc tới mình, là tâm lý suy sụp. Nhưng tôi thì không. Tôi từng đấu tranh, bọn họ đánh tôi là vì không hiểu tôi, nhưng tôi vẫn chính là tôi. Bản thân tôi như thế nào thì tôi tự biết, người khác làm sao mà hiểu tôi hơn tôi, nên tôi rất tự tin. Nói thì dễ, nhưng làm thì khó. Nên bản thân phải biết cách tự rèn luyện, không còn cách nào khác. Đừng để các thứ xấu đánh vụt mình, mà mình phải chủ động đẩy nó ra. Bản lĩnh là ở chỗ ấy. Cho nên, đời tôi dù cũng có khá nhiều lần người ta hay gọi là lên bổng xuống trầm rồi đấy, nhưng tôi cũng chống dánh vượt qua, xem mọi thứ đều là điều bình thường. Luyện để cân bằng về tinh thần trong cuộc sống thường nhật là điều cần thiết, vì bản thân mỗi cá nhân không ai có sẵn sự cân bằng cả. Thật sự không có đâu. Tôi đã có lần chứng kiến không ít, có các người cực giàu, điều kiện sống cực sướng, ngồi ăn chơi đến mức bụng phệ ra, nhưng rồi chết sớm. Bên cạnh đó, có các người khác, đói nghèo, làm việc cật lực, nhưng vẫn sống đến 90 tuổi. Cá nhân tôi đây, nhập cuộc chiến đấu như thế, vẫn sống đến nay. Còn các người, hơn 30-40 bụng đã phệ ra, rồi có bệnh, rồi chết. Lẽ ra phải biết cân bằng trong cuộc sống, nhưng lại ăn nhiều quá, chơi nhiều quá. Đây là tình huống cuộc sống đã tự cân bằng cho bạn rồi nhưng bạn chưa biết giữ cân bằng, bạn tự đánh mất. Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, theo tôi, làm việc không có nghĩa là mệt mỏi, là áp lực, mà đôi khi là sự dễ chịu. Cái mà mình cần phải nói để cho người ta hiểu, mà mình nói ra hết, chính là cách làm nên cân bằng. Nếu mình giữ lại trong người, cân nhắc nhiều, ứng, không nói ra với ai, thì càng căng thẳng.
tôi mỗi lần làm việc với bộ chính trị hoặc ban bí thư, tôi bảo rằng cái này là các lời găng ruột của mình, tôi nói ra để các bạn bè biết, tôi thanh thản. Còn khi tôi chưa nói, giữ lại trong lòng sự ấn ức, sẽ khá khổ sở. Nếu thả ra cái ấn ức đó thì trong lòng sẽ thanh thản. Cho nên, đấu tranh để phát biểu chính kiến của bản thân là khi trong người đang ấn ức, nói ra tất cả, giải bày tất cả cân nhắc của bản thân thì thanh thản. Cái gì đang tích tụ lại thì phải cho ra hết. Nhiều người hỏi tôi, nói ra thẳng thắn như thế có sợ không, nhưng tôi nói luôn rằng, sợ thì sẽ không nói. Mình dám nói ra thì mới thanh thản. Làm sao để có bản lĩnh mà nói ra sự thật ư? Tôi không bắt ai phải khen tôi giỏi. Tôi vẫn chính là tôi. Tôi đang muốn nói gì mà nói ra thì sẽ giải tỏa tâm lý, làm nên cân bằng về tâm lý. Chưa nói là trong đầu óc luôn cân nhắc, đêm nằm không ngủ. Nhưng hôm sau chạm trán ban bí thư, nói ra hết các luận điểm cần nói, thế là về nhà lại ngủ ngon lành. Ai chưa hiểu mình, hiểu sai mình, đấu tranh với mình, đánh mình thì vẫn kệ bọn họ. Họ đánh cho tơi bời nhưng mình vẫn sống hoàng. Càng sống giỏi như thế thì người ta mới thấy rằng mình chưa hẳn là kẻ mà như trước đây bọn họ đã nghĩ. Nếu mà tôi đã sống như thế nào đó, thì bây giờ làm cái gì còn ai đến, bạn bè, người nọ người kia ai còn đến làm cái gì? Có đa số chúng ta lúc làm to, người ta rất xuôn xoe, nhưng khi về hư rồi, người ta không chỉ không đến, mà khi nhìn thấy người ta còn tránh không muốn chào. Cho nên, sự tử tế mới là thứ ở lại với cuộc đời. Làm gì không cần thiết, làm như thế nào mới là cần thiết. Anh là con người như thế nào cần thiết hơn anh là ai? Ví dụ, một cô công nhân quét rác chẳng có địa vị cộng đồng gì nhưng mỗi cá nhân rất kính trọng, quý mến. Bên cạnh đó một anh quan to lại đi tham ô tham nhũng, thế rồi đi tù. Có các người không đủ tư cách để tôi phục. Có các người thân phận rất thấp, nhưng tôi lại rất quý phục. Dù bọn họ không lớn hơn tôi, nhưng bọn họ lại có các phẩm chất, các luận điểm bọn họ để lại mà tôi cần phải bọn học tập. Không phải chỉ bọn học bên trên, mà phải bọn học cả dưới. Phóng viên, qua bọn học mà nói, để có một sức đề kháng giỏi, cần có một lối sống lành mạnh, hoạt động điều độ. Trong điều kiện bây giờ, ông đã vận dụng điều ấy chưa? Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, bây giờ tôi đã có điều kiện sống giỏi hơn trước. Ngủ thì mỗi đêm 7 tháng 8 tiếng, điều độ. Đêm nào mà phải thức để ra công việc thì cũng biến thành phấn khích để cho chấm dứt nhiệm vụ, kế tiếp mình sẽ chăm chú để làm nên cân bằng mới, có nghĩa là ngủ bù. Thật may là bây giờ tôi vẫn có một giấc ngủ rất giỏi. Nếu cho ngủ dễ chịu thì tôi ngủ 9 tiếng cũng, nhưng vì bản thân phải giữ sức đề kháng, biết là chớ nên ngủ nhiều, tôi đặt chung đồng hồ, ngủ đủ thời gian thì dậy để giữ các chuyển động khác. Tiếp theo chính là tôi tập thể dục đều, chủ yếu là đi bộ, tập thể dục nhẹ dịu trong nhà, ngoài sân. Mỗi ngày tôi đi bộ khoảng 5 cây số. Tôi đi mấy chục vòng theo chỉ số đo bên trên điện thoại, đủ 5 cây số thì tôi dừng. Về ăn uống thì bây giờ không ăn như trước. Do tuổi cao nên khẩu vị cũng dần dần kém đi, ăn không ngon miệng. Mỗi bữa ăn chỉ ăn 3-4 thìa cơm, rồi ăn thêm rau canh. Thịt cũng ăn rất ít, không muốn ăn. Ngày xưa điều kiện vật chất không cân bằng thì mình tự tạo nên cho nó sự cân bằng nhờ ý chí. Giờ cuộc sống cân bằng rồi thì mình lại liên tiếp dùng ý chí để cố giữ lấy cái cân bằng đó cho ổn định. Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, ngày xưa tôi uống rượu cũng ghê lắm, nhưng bây giờ thì tôi không uống nữa. Tôi tự bỏ rượu. Quan điểm của mình bấy lâu đồng bộ theo định hướng, cái gì có thể làm thì cái đó có thể bỏ. Biết uống rượu thì phải biết bỏ rượu. Người chưa biết bỏ cái thứ mình đang khiến sai là do không có bản lĩnh. Tôi tự nghĩ, anh tự uống rượu chứ có ai bắt ép anh uống đâu. Anh đã biết uống thì anh phải biết bỏ. Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, tôi không khuyên ai. Không có ai cai rượu thay bọn họ. Bản thân bọn họ không muốn bỏ rượu thì không ai bắt bọn họ cả. Không giấu gì bạn, tôi cũng đã có lần hút thuốc, bởi trong điều kiện chiến tranh, ngồi thức đêm triền miên như thế, không có thuốc thì rất khó chịu.
Sau ngày giải phóng năm 1975 thì tôi bắt đầu bỏ thuốc, không hút lại thêm một điếu nào nữa. Không có cảm giác thèm nữa. Phóng viên, tháng trước khi tôi hỏi thăm, ông đang nằm viện. Vậy mà chỉ sau một tháng, ông đã phơi phới thế này, còn đi cả châu Âu lẫn châu Á với các chuyến bay dài. Xem ra đến người trẻ cũng khó theo kịp, ông có đề xuất gì cho bọn họ không? Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, đúng là vừa qua, phải mất một tháng rưỡi tôi nằm trong viện, phải cấp cứu do viêm phổi, tắc nghẽn phổi. Tuổi già rồi ít nhiều bệnh, sức đề kháng rất kém mà mình lúc này lại hơi chủ quan. Tưởng là đi rồi. Nhưng đỡ may mắn lại hồi sức quay về như hôm nay. Khi sức đề kháng ổn định thì tôi có việc phải đi Nga, kế tiếp đi Nhật, mới về. Tôi không khuyên ai, kể cả con cháu trong nhà. Tôi hay nói đùa với mấy đứa con, cả dâu rể, rằng các con bản lĩnh không còn sống đến tuổi của cha đâu. Con trai gì mà giờ bụng đã to rồi, làm sao mà sống lâu cười. Cho nên, muốn khỏi khoắn thì phải rèn luyện. Ham mê các bước là giỏi rồi, nhưng cũng phải biết dành thời gian cho thể dục thể thao. Quan trọng nữa là điểm ăn uống. Mặc dù bây giờ điều kiện ăn uống rất giỏi, nhưng lại sinh ra thói quen ăn nhiều, thậm chí là quá nhiều. Ăn uống không điều độ, làm việc cũng không điều độ. Trung tướng Nguyễn Quốc Thước chia sẻ về bí quyết sống khỏe. Phóng viên, những thứ mà người đời bấy lâu gọi là thói hư tật xấu của đời ông, xin hỏi thật, ông có bị dính cái nào không? Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, cũng không có gì mà dường như không nói thẳng. Tôi có uống rượu chè, nhưng không cờ bạc, không gái. Cho nên, thói hư tật xấu là do con người ta tự buông hoàn mình thôi. Khi mình đã buông thả rồi thì không ai có thể chữa cho bản thân. Xin trân trọng cảm ơn Trung tướng.